Sau hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng một con rửa bát TS1 các bác nhé. Một con dòng phân khúc hai cửa mở dưới, hai cánh mở xuống dưới. Đấy, các bác nhìn này. Bên trong máy rửa rất là, máy rửa hoàn toàn bằng nước nóng nhé. Nước nóng 80 độ C, đây đang ở chu trình nước thứ hai rồi, nên là nó sẽ không là nước nóng. Đấy, trạng máy nội thất còn rất là sạch đẹp các bác này, nội thất rất mới nhé. Một cái nội thất mới thể hiện là một cái máy là bên đấy họ dùng rất là ít, các tay cửa còn rất là sáng này. Đây, còn cái bên ngoài thì nó chủ yếu là do vận chuyển về Việt Nam thôi, chuyển về mình thì vận chuyển đi chuyển lại thì nó xuất sắc. Con này hông ấy còn rất là đẹp này. TS1 sản xuất năm 2009, đời đầu tiên của Panasonic sau khi mua lại thương hiệu của bên Nationa đấy ạ. Đầy đủ tất cả các tính năng thôi nhé. Trong hình thức thì nó cũng là bình thường. Còn em để số 2, con máy đã test chạy hoạt động rất ok rồi. Con này em bán là 4,2 triệu nhé, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn thì là 450.000 một chiếc ạ, của Liwa, hàng công ty 1.500W. Cái dòng máy này thì chiều cao của nó là chỉ có 60 phân thôi các bạn lưu ý nhé. Chiều cao 60 phân vì hai cánh nó mở dồn hết xuống dưới như này. Đấy, trên chiều cao nó chỉ có 60 phân thôi. Rất là phù hợp cho các bác nào ở nhà mà cái chiều cao từ mặt đá lên mặt tủ bếp nó thấp. Mặt đáy tủ bếp nó thấp. Đấy, hoặc là các bác có thể đút âm tủ, có thể đút kiểu gì cũng được. Đường thoát khí nằm vị trí này cho nên đút kiểu gì cũng được nhé. Rất là tiện. Con này em bán là 4,2 triệu nha, máy bảo hành 6 tháng, còn linh kiện các bác yên tâm, riêng về đối với máy rửa bát thì không bao giờ phải lo mua nhà em ạ. Có vấn đề gì các bác alo nha. Giá 4,2 triệu, xin chào các bác.